is the preferred state of nature. Dàn này đều muốn mua nhỉ. Mình coi. À, alo alo. Alo alo. Alo, mẹ. Nghe rồi. Sao không nghe? Em không nghe à? Oh, hello. Yên, cái con tim. Rồi, em chỉnh rồi, đâu thấy đâu. Nghe không? Chưa nghe à? Rồi. Rồi rồi. À, hóa ra là em bật bè tiếng Anh. Cái đéo gì vậy? Lắm ra ban thế. Đi chơi xây gian thôi, chơi xây gian thôi. Xây gian gì? Lượm kêu mày không? Tao lưu vậy. Nhiều khi anh nghĩ lắm là... luôn. Anh sẽ chơi Javan cũng được, Javan xây gia với kêu. Chơi kêu kẹp vũ trụ cũng được, khỏi cần kẹp thời không. Mà tại sao anh em hay kim cương hết rồi này? Chơi ngu mẹ. Hôm nay em xuống 300 điểm anh ạ. Mới hôm qua hôm kia ăn mẹ đại cao thủ 350 điểm mới xuống xong. Thì mới vừa xuống xong. Đùa. Charmed, I'm sure. Feeling lucky. Má, anh có hai đồ này. Vũ trụ châu khóc. Buồn. Vũ trụ này là anh thọt, auto thọt đồ, hai mắn. Hôm nay có con gì ở dưới này cầm đồ chắc luôn này. Nó đánh G4 phải cho mũ, bởi vì con G4 cầm cái mũ vào thì nó nhân khoảng tầm gần đôi cái tốc đánh của em lên, tức là khoảng tầm 80%. Nó là một con quái vật. Trả lại bán Blitz đi. Trả lại trận này đánh hư không. Hợp lý đấy chứ. Đấy, em bán 2 Kha'Zix rồi đấy. Em ra phát ban Kha'Zix, nhưng mà vấn đề là trả lại trận này chơi không. Ui, em không ra thì... bạn ra bác con TF. Không thì thực sự để mà nói thì con mực nó ngu như con Scooby-Doo. Mực ngu thấy thật. Ngu lắm luôn á. Mực thì ngu thật. Ngu đéo đỡ được. Ngu vãi lìn. Tôi ra trận này. Rồi, bán Bobby đi. Trận này không có xài Bobby đâu. Đấy, kêu có ra vàng búp ngon vãi lên. Ray này, Ray xiên cho gát của tôi rồi. Ôi giời ơi. Kêu có ra vàng búp là một cái gì đó ghê gớm. Ôi ớt cái gì bạn, vũ trụ tinh vân tím này không có đánh ớt được đâu. Này. Quá rồi ơi. Xuyên 2 mọi người lít ở ngoài, phí nhỉ. Cho nên level kẹp nốt rồi. Ông này ông chơi hắn mẹ. Zinix đại bác. Chứ không mà thôi chứ sao giờ. Thế nên là chơi Zinix đại bác chắc tí chứ tính chuyển kêu đắn à. Nghi lắm à. Có rồi. Bom. This planet will be purged of criminal filth. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. Giọng Vương Anh, Vương Anh Ole chứ ai. Ole làm cái gì mà cháy vậy? Cho gas à? Phải cho gas ra máu. Đầu game máu. Lúc nãy bị đẩy một phát con cho gas. Không có màu đỏ thì giết con cho gas hơi mệt. Thank you.
Mình nhặt gì giờ ta? Mình đang có đầy máu à? Bị thư không? Chắc là mất gậy. Thôi mà trời ơi, ăn được. Thôi luôn. Chắc nhặt găng nhỉ? Giáp đi, giáp đi, giáp đi. Giáp. Con Cassadin luôn các bạn. Giáp đi. Thì sẽ kêu giáp thiên thần rồi. Chắc là bán luôn tất tiền nhỉ? Đâu cần đây, ra ban thế này. Được đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là quả này Hyperon ra ban 3 búp được ấy. Chơi kêu vũ trụ đi. Saya, kêu và Irelia. Ba con. Saya, kêu, Ire. Ba con kiếm khách. Không con vũ trụ. Lấy Rakan. Rakan. Lấy hai hộ vệ Cassadin. Rakan Cassadin là ba. Kêu úi rồi ôi, quế baby. Thôi, anh đâu có chết đâu, em thắng mà. Tính Hyperon à? Ừ, anh tính Hyperon. Bù vô thế này trả toàn em. Để bàn thờ ở đâu mà em Hyperon thối tay á, mày nhéo rồi em Hyperon. Khiếp luôn. Ôi vãi nồi, nhắm phát chết luôn. Đúng nhờ. Không thật. Ra ván tán. Ra ván tán, ra căng tán. Hai hộ vệ tán. Cái xa nè. Thôi. Có đèo rồi. Cái xa nữa nè. Thua ván này bán phiêu ra. Ra ván tán bạn. Ra van, ra căng. Hai con tan. Rồi kiếm này. Nếu bạn thích thì mình đánh sen cũng được. Khỏi Ire đánh sen. Thì bỏ ma tạc đi đánh sen. Giờ chơi. Ôi trời ơi. Ai rồi? Boom! Này, bốn đấu sĩ, bốn hư không nhỉ? Này đen gì, có gì mà đen? Hai trận top 1, 3 trận top 8, có gì mà đen em? Ôi, hôm qua ăn một dãy top 8, ăn không khóc. Dãy top 8 ăn dài vãi lìn. Hôm kia, tối hôm kia em bị thế. À, chiều hôm kia em bị thế. Dãy top 8 của ăn dài vãi lìn. Hai top 8, hai top 7, hai top 6, hai top 5 và không được một trận nào vào top. Hôm qua là ăn 5, 6, 7, 8, 8. Mộng. 5, 6, 7, 8, 8 không có trận nào cộng điểm toàn trừ thôi. Faker nhập vậy. Có Javan thì chúng ta hết không cần thời không cho lắm. Đây giáp thiên thần rồi này. Đúng này. Ôi thêm cái giáp nữa này. Mắt. Đi chỉ trục tội. Nói xài phiêu ra trước đi. Cũng có vẻ vào cầu nhỉ. Xài phiêu ra trước đi. Tí có sen để tính. Vào cầu ấy. Giáp thiên thần kêu. Diệt kiếm này. Xài ra căng thôi. Thì chắc thôi nhỉ. Đổi phong thủy đi các bạn. Mình nghĩ là mình khỏi Hyperon quá. Hyperon lười lắm. Để level 5 roll dần đi, roll lợi tức hay hơn. Không thì mình sẽ đổi bài mình đánh. Mát này. Roll 5 chơi dễ ra sen. Javan thì phục rồi. Một top 2 đánh nhau rồi. Roll 5 chơi dễ ra sen các bạn ạ. Roll 5 vẫn 40% ra Javan này. Không lo. Dễ ra sen hơn. Ê, bắn không chết được con Poppy. Poppy dạo này khỏe nhỉ. Ui. Thôi xong rồi, em thần bài em cho tôi đi rồi. Pha xử lý sai lầm rồi. Rồi, mà top. Mẹ con thần bài lợi quá. Bắt chuỗi rồi. Thì nãy giờ có cái gì đâu, không đổi sang thời không, được thích thì đổi thôi. Mất mát gì đâu. Chaos is the preferred state of nature. How you do this? Cái đầu Irelia này.
Ông lại đánh 6 kiếm ta. Quỷ thư. Ai đó cho top 1 thọt đấy, top 1 có gì khỏe đâu. Chiu. Tất cả chỉ tại con Katlin mình ulti một phát mà con Poppy không chết. Hôm qua mình làm quả 9 kiếm à. Qua làm quả 9 kiếm khác. Nó đánh thì nhìn sướng lắm nhưng mà thiếu tan kích khủng, thiếu tan thiếu CC kích khủng. Kiếm khách á? Ừ, 9 kiếm khách. Nó đánh như cái máy nhìn sướng. Mấy cái con kia nó có lên không hay là toàn thiếu nhi? Bị full 2 rồi, kiếm khách full 2. Vậy. Thật này bà con. Chaos is the preferred state of nature. Đủ 6 kiếm rồi đây này. Khác rồi. Bượng. Chọt. Chọt. Chết. Rồi, sát đàn top 1 rồi đấy. Ê. Sao mình mới lại được 4 win streak? Ừ. À. Nhìn vật gì lật kèo quá. Thằng nào mà đang theo là gì? Thằng này không. Thằng nào mà đang theo là gì lật kèo luôn đấy. Irelia 2 cầm bàn tay gông lý ngon không ta? Thiên thần quyền trượng và thần quyền trượng. Cùng đao trước đi các bạn ạ. Mình không có đại bác, sẽ cùng đao. Ủa đấy nhưng mà không có vẻ gì là nhiều đam lắm. Quỷ thư mũ mũ thôi, quỷ thư gì tầm này thư không rồi mình. Con thua rồi được. Pháp sư được. Bây giờ mình vào cho TF vào này, bởi vì con Katlin nó ulti khỏe bạn ạ. Mình không thể để làm là roll dòng Blitz nha. Katlin Sen này thì nữa, thay Blitz vào Sen. Ngồi thêm cơ giáp. Không không không. Điên đâu. Rakan 3 luôn. Bướng thế. Rakan 2. Seiya 3. Rakan. Đầu đỏ. May còn Kha'Zix yếu. À, thấy đẹp. Thôi xong rồi. Ăn quá hết đi. Cái bảo con mực nó ngu mà. Nhìn cây đáng vãi liền.
vực nó ngu là đúng rồi mà. Giờ kim cát sardin. Mấy con gì nó Lulu à? Thế nhỉ? Lulu cát. Sen Lulu cát. 4 thời không được trận này em ạ. Đánh bài này không 4 thời không được. 4 thời không là ăn cứt đấy. Bây giờ thiếu con Vi này. Không mà không cần mũ bạn. À bạn ăn. Nào, một cái team băng này. Ừ, hợp lý. Nên lấy team băng nhỉ, điện thoại nước mắt nhỉ, team băng đấy. Lấy team băng, còn gì để nói đâu. Đây. Lan phai có vẻ phí. Xem 2 con carry đi. Đi thì thôi. 3 con hư không rồi. Kêu với lại Saya hai con luôn. 9 kiếm Kha'Zix. Thanh niên này TF3 rồi. Mình vẫn còn được con TF2 gọi là. Ok. Các thiên thần cũng hay à, nhưng mà mình cần cái ấy hơn, mình cần cái Thôi, bùa đỏ làm gì? Đồ tan mình cho con đấy. Tên được không? Kha'Zix kìa. Ủa. Kêu ông này 2 rôn, eco rôn. Kêu chỉ là khởi đầu thôi. Đúng đấy. Ít kẹp 2 team băng. Thôi cho gắt kẹp hay hơn nhé. Trận này thì bái ra từ từ thôi. Trận này chắc cũng khỏi cần nó set cái gì luôn. Sấy không tới. Sấy không tới. Đó, bạch tuộc nhà tôi đó các bạn ạ. Bạch tuộc nhà tôi đó. Chủ mẹ mày bạch tuộc. Ây à, xài ăn thể ấn. Ok, hợp lý. Hai gen. Vòi sấy vui hơn. Lấy Ezreal với MF vô đúng không? Xong tín lại cho Ezreal hay MF bùa đỏ là nó gì hết ra đây để cho hai con bạch tuộc sấy. Ezreal MF. Ezreal nè, MF. Đây đây. Đắp chết thì đây Ezreal đây là MF đúng không? Ezreal MF. Kệ này. Thì đã có hai thời không. Hai pháo thủ, xài được bùa đỏ ngon. Giờ kiếm cái BF cho con kia Sojin nữa là đẹp. Mình thì không biết là có ngại thằng này không. Thằng này tiên phong. Rồi. Luôn. Ui. Con sen này. Này. Thôi rồi, thằng này. Hết game. Không thấy được. Luôn. Đang ăn team băng đẹp cũng kìa. Được, nhưng mà Sojin thì hay hơn em ạ. Đơn đẹp kìa. À, bên một tuần đẹp quá. Bên một tuần ngon quá. Có gát. Quá ngon luôn. Được rồi. Đấy cái cung, ăn được. Cung công à. Lấy con cho gát. Lấy cái này. Cái này cũng được. À, lấy cung. Lấy cung mình để dành cho Saya các bạn ạ. Thôi tơn kẹp Kai'Sa, trận này đâu đánh đến Kai'Sa đâu bạn. Quỷ thư lợi hơn cũng được. Bởi vì mình đánh thời không, à mình đánh hư không, thành ra mình cần rất nhiều đam. Bởi vì mình đánh bao nhiêu lên được bao nhiêu đam thì nó ra được khoảng từ đấy vậy. Đam chuẩn. Kẹp cái gì hay nhất ta? Cho thánh nữ vào. Ôi.
cho gắt khỏe, cho gắt trâu. À, còn xây ra không được chơi game luôn. 4 thắng thì phải cho gắt 3, cho gắt 2 thì cũng thắng. This planet will be purged of criminal filth. Đội này có Zavan rồi, bạn bốn thời không làm gì nữa. Trời ơi, Zavan nó cắm cái lá cờ xong lại đánh nhanh như mày quỷ vậy. Quỷ Zavan nó cắm cái lá cờ nó thôi. Hay là bảo kê này. Siêu tốc đánh này. 100% ít gì. Ừ, ra đi. Thời không khi nào mới được 100%. Này cắm lá cờ là 100% luôn này. Này. Kéo con gì nhỉ? À kéo thần bài. Công ty đâu? Bạch tuộc công ty. Cho các công ty chán quá. Chán quá. Ôi chết mẹ. Ôi mày thế tí. Ra giữa thấy cho ổn. Tí mất win streak các bạn ạ. Tí nữa thì mất streak. Có thông báo like á, vãi. Ấn lại thì hoặc cái chuông anh xem nào. Mình lấy Lulu vào. Lulu Cassadin. Lulu Cassadin, Lulu Cassadin, Lulu Cassadin, từ từ Lulu nè, Cassadin nè. Lulu Cassadin các ma. Threat. Threat kích thời không. Lulu kích vũ trụ, Cassadin với Threat kích ma tạc vũ trụ, bốn vũ trụ ở được ấy. Threat Lulu Cassadin các ma bốc tốc đánh, cover đẹp. Ôi cung săn này. Ngon rồi. Ôi đại bác. Đó. Giờ sao đúng. Ta? Sao ta? Rồi, ra toàn tiền rồi. Vô cực thì phải đi với cung săn rồi, chắc chắn rồi. Cung xô là bị ngu ngốc đấy. Vô cực là phải đi với cung săn này. Cung xô là bị ngu ngốc đấy, bỏ vô sen. Phải đi với cung săn. Cái này, thông đạo Zoroth phải dắp gai à? Thông đạo Zoroth cho con này đi. Dắp gai cho ra căng à? Hay là kêu giao điện ta? Ừ không có kêu mà, bởi vậy. Khỏe. Thế. Rồi, không hiểu lắm. Ok. Không cần mật thám, trận này mình không cần mật thám bạn nhé. Mình bỏ qua mật thám luôn. Tiếp hai cho gắt. Cho gắt béo cóc, cho gắt béo cóc. Cho gắt hay hơn. Điên, thần bài đây. Ơi. Ui. Bùm, rồi. Như thế vời. Rồi. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được. Ăn được. Khazik. Khazik cào đau lắm. À, con kêu nó quạt kìa. Kiểu Khazik 3 xong cho nó cái đáp ác vào là có khi vui đấy. Cái anh này với Châu em ạ. Cần 2 được. Cần 2 được. Thì team băng cũng ok. Phải chó đâu. À mà nó là chó mà. Để mình tính để nước mắt tí cho Lulu thôi. Cần biết pattern. Này tí Lulu vào đây up chết cho các ma vô nữa là đẹp rồi. Lấy hai bí ẩn, bốn vũ trụ, hai bí ẩn, ba hai hộ vệ, ba kiếm khách, hai thầy không. Được rồi. Tại vì kêu một mình cũng chẳng tha thiết con thánh nữ nữa. Tí tính. Tí có gì bỏ con các ma cho thánh nữ vào. Mid for turn 2 thì mình sẽ thả con này. Kêu một mà. Để ngoài đây. Tùy anh tôi. Anh giờ yếu rồi.
và không có à, CC. Da vàng còn không. Mẹ vừa nói xong. Da vàng còn không ấy được nữa kìa. Đủ đam rồi, nhà yếu đam quá. Đam rồi. Đơn giản vèo cóc 3 bạn ạ. Đơn giản vậy thôi. Thái, đơn giản mà. Rất nhiều cách. Kha'Zix. Siêu công nghệ vua mốc. Lấy hết rồi. Lấy cái này. Bốn hộ vệ mà thôi. Cho xây ra 2BF. Chó điên. Thôi hộ vệ làm cái gì? Bạn biết 2BF nó mạnh cỡ nào không? Quát rồi. Về nó thôi. Ngu quá. Cứu tôi với. Thế để hai mực rồi đấy. Thế các bạn là Sona với các ma con nào ngon hơn? Sona và các ma. Rẻ choáng, ừ giờ rẻ choáng không ngon đâu nhỉ. Lulu vô đây, các ma vô là đẹp. Có gì tí nữa tính. Tí nữa nhiều khi bỏ cái bí ẩn ấy. Bỏ cái bí ẩn xài MF. Công ty, cho gác tỉnh. À, xài giả với em kìa. Ván này được. kêu cũng chỉ là phụ trợ thôi chứ mày xây ra nó đam kìa. Quay vật phải đai. Rất khỏe. Chơi được. À, nhìn thấy rồi, phải chết rồi, một game sẽ chết rồi. Xây ra. Còn xây ra nó quái thú quá. Thư. Cho còn vô cực nữa cho kêu rồi thôi, ván này xài MF rồi. Vô cực cho kêu là ván này xài MF chắc rồi. Ô này, hay quá. Sấy. Từ. Công vô để tí kéo vào chứ quên. Lên được trước thì thằng này ăn. Sấy nào, biết Hotter đẹp này. Không so sim một con Lulu là luôn bấy. Hotter, kéo được rồi. Ê. Nhiều CC quá. Vừa bỏ blitz. Không cho một con Lulu công là luôn bấy. Anh kia chết rồi. Không cho một con vô công nào luôn.
À ông không cho, ông anh không cho một con Lulu nào luôn. Lulu đâu? Lulu đâu? Để dành cho Lulu 2 thôi. Mà ép kích hệ mà. Để rất ngon cho MF thì mày ra được chơi. Newton này, sấy này. Mẹ quả CC khó chịu quá, MF không có CC. À MF không có ấy. Không có bộc phá à? Không có khăn à? Có khăn, không có khăn. Vô tình bắt được con MF mà. Game kiếm Lulu không ra. Thằng này cố gắng nhá, làm thế nào. Sắp kêu 3 rồi mà tôi cầm 4 kêu sao nó cầm lên, nó lên được kêu 3. Tôi cầm 4 kêu rồi sao lên được. Khó lắm. Chẳng may ra được một cái áo choàng thì mình còn lấy được. Đấy. Rồi đâu mẹ con xây da nó đam kìa. Đấy. Đẹp áo, đúng rồi, chuẩn luôn. Mà nó xiền cái chết luôn. Nước mắt Mipton á, sợ nước mắt Mipton không đủ bạn ạ. Bắt buộc phải có một cái đấy, bắt buộc phải có cái quyền trượng. À quên, bắt buộc phải có cái áo choàng, đây là áo choàng rồi. Nhưng em nha đại ca. Ừ, lấy đi, còn ăn với em thôi. Quên. Ừ, anh có Rakan đúng không? Anh hợp lý rồi. Ủa, anh lấy cái gì giờ? Lấy mẹ mũ cho mẹ. Thay cả giết cùng đám Mipton được, bắt buộc phải là một cái áo choàng. Mipton không có áo choàng sao sống được bạn. Mẹ kiếm con Lulu đéo ra cây vậy liền. Em cho con Lulu chơi coi. Thôi. Muốn kiếm con Lulu cũng đéo cho. Khốn nạn thật sự. Khốn nạn thật sự. Ê, em gần cho 3 rồi kìa. Ôi, về cốt 3 rồi, em win rồi. Mà sao được? Về cốt 3 là em win. Lướt ngang có chết win. Hết. Lướt ngang có cái chết hết. Tôi win trận này. Không win thì là cái gì? Em không win thì nó là cái gì? Không. Về cốt 3 thì em win rồi. Về cốt 3 là anh chịu. Về cốt 3 chịu. Kẻ cái đi hết rồi, cầm mũ mà. Chịu gì nói. Tắt hai con hai góc thì may ra. Mà ép giữa. Ôi mực 3 chuẩn bị cho 3 luôn kìa. Cái không win. Thảm. Khóc. Đẹp, 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 đẹp. Đẹp. Đi à, đi à. Đẹp đấy. Thôi, 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 thôi. Ờ, cái gì? Thắng rồi, đánh chắc rồi, cho 3 rồi kia. Lên luôn đi. Anh kiếm con Lulu không ra, cay vào lờ. Đồ này chắc là cho ấy thôi, đồ này cho gát rồi. Ua hả? Cái gì luôn á? Không véo cóc không cao lên được, bà ăn véo cóc cao lên đấm cho chết véo cóc luôn á. Anh chưa kiếm được thế thôi. Toàn quá. Cho xuống vận dân là vừa. Tôi không đâm chuẩn mà bí ẩn cái gì bạn? Bí ẩn cái gì điên à? Cho con Lulu vào hẹt được con nào thì hẹt thôi. Ôi. Rồi, win đi mày. Ôi. Hai con ba đấy thì chịu. Thắng đỡ em ạ. Mát gì?
Magic nè em. Blitz. Rồi. Ui, vãi cả. Ui, kéo thế chịu rồi, thôi. Rồi bùm bay mẹ hai con rồi, chịu cái lên. Chịu rồi, anh kéo thế em chịu rồi. Thôi em thua, mẹ quả Blitz kéo thế chịu rồi. Sao, người ta gọi là Magic. Cái cả lìm mình không để ý có Blitz ạ. Rồi. Nước đi này, thế chịu rồi. Nước đi này, sao về... nước đi này Olen đéo đỡ được.